anh em xem này, không phải anh em lại báo này kia này, đây cái thứ năm cho anh em xem này, có cái này bỏ, cái này đọc là xịt, rồi cái sau này 1 này 2 này, á đừng tưởng lại bắt bài nữa nha. Hello, xin chào anh em nha, lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục là một video về con game MUSS6.VN nha anh em ơi. Thì hôm nay là tiếp tục cái chương trình là lên win 3. Trước tiên là mình phải xoay win 2 cho nó đã. Thì xoay một lần liên tục là tỷ lệ nó sẽ xịt cao, cho nên mình sẽ xoay win 2 trước. Đây mình đang có 8 cái nguyên liệu kia, ổng tập và lông vũ, thì mình sẽ gom hết cứ xem 8 cái này là lên được bao nhiêu cái win 2 nha. Rồi bây giờ cắt vào trong bớt cái đã, giờ là ép lông trước nha, để 3 cái ngoài ép thôi. Giờ mình đi lấy mấy cái nào mà có ốp này, ốp không lên cộng 4 cái đã đi. Rồi trao làm 2 lông cho 2 cái áo này luôn, bữa lúc còn nó đi luôn đi. Đấy bây giờ mình sẽ xoay nó lên đập nó lên cộng 4 nhé. Đây chơi bằng đồ 380, đồ 380 luôn nha anh em ơi. Ủa, cái này HP ngon thế. Đó. 2 cái HP luôn hả? Không được. Nhầm rồi, nhầm hàng rồi. Đây, đưa cái này đi. Đi xin cái này đi. HP thì nó hơi phí phải không? Uổng quá. HP. Cái này thì phế này. Cái gì vậy? Đùa hả? Đắt. Cái này đi, cái này vào trong ra nào có lúc này. Rồi rồi bây giờ mình sẽ giải nén cho nó like để mình đập ốp cái win 1 lên nha. Em đập ốp cái win 1 ấy, đập ốp win 1 lên là nó tỷ lệ lên là nó cũng sẽ cao theo mình nghĩ là vậy. Kết hợp lại cái đó này, rồi đẹp quá. Giờ làm 2 phát trước nha, sương 2 phát cái đó, đánh trao cái đó. Hy vọng là ngày hôm nay nó may mắn nha. Còn cái win 3 lắm rồi. Đây mua 2 cái ngọc tỷ lệ cái đó. Tiếp tục đây. Giờ là sẽ chơi luôn cho nó nóng. Tỷ lệ mắc là 70 mà. Mình ném 3 lần nha, tắt cái này đi. Hy vọng là khởi đầu là suôn sẻ nào. 1. Kết thúc bộ phim kinh dị nhảy tập. 1 này. Ngâm lâu quá là cũng căng đấy. Con này đây. Ý da. Lên đi em ơi, lên đi. kìa. Đây rồi, vẫn chưa ba lần anh em ơi. Đùa hả? Nó biết mình căn, hay nó biết mình căn 3 lần nó không ra 3 lần luôn kìa. Chơi nhau rồi. 1 nè, 2 nè, lên nè. Đập là đập cỡ đó. Rồi, lực nguyên rủa bổ sung luôn kìa. Em thấy kinh chưa? Đập cỡ đó đấy anh em ơi. Một phát nha. Vậy ghê 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 ghê, mới lên luôn à, ngon rồi, ngon rồi. Ông này ông lại xoay được thêm cái win 2.5 nữa rồi, ác nhờ. Rồi tiếp tục này, đổ vậy. Rồi tiếp tục cắt cái này vào trong cái đó. Rồi một phát nha, phát đầu tiên ngày hôm nay có khi là lên win 3 thôi. What the hợi, được cộng 4 mà lại búa vào rồi, mới có một phát mà lại ngáo đá rồi, mới có một phát mà ngáo đá rồi anh em ơi. Tiếp tục tiếp tục, nó chỉ là sự khởi đầu của hành tinh khỉ thôi. Đây đây đây, vẫn là 70% nha anh em ơi. 1 2 nhắm là đập. Liên tiếp nào, liên tiếp nào, liên tiếp nào. 1 nè, 1 này lên đấy mà. Một này, hai này, lên đi em ơi, lên đi em ơi. Một này, hai này, lại tiếp tục để đây mà không nói gì. Bây giờ đập lên là nó vô cái bài rồi. Thôi 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 thôi, đập cỡ này thì ai chịu cho nổi. Đập cỡ này thì không có chỗ mà để. Đó, không có chỗ để luôn. Rát nhờ, rát nhờ. Giờ lấy chỗ nào để đây. Rồi, hiền quá, mày còn chỗ để nha. Đừng có lên cái nữa nha. Lên cái nữa là không có chỗ để thiệt chứ vẫn chơi đâu à. Rồi. Tiếp tục, tiếp tục. 4. Rồi, cho cái này lên, lên ốp. 4 này cho lên 8 luôn. Ý dạ. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Ngày hôm nay lại tiếp tục là ngày của mình nha anh em ơi. Ngày hôm nay là mình lên lên win 3 nha. Em đừng có cản mình nha. Đây. Đây. Tiếp. Bây giờ lên cái mà lên cái đấy nó là không có chỗ để thật rồi. Lên nhiều win 2 quá không có chỗ để. Lên hai cái, 3 cái thì còn được, lên nhiều quá thì cũng ngại. Đó, khi mình lên nè. Lên nhiều rồi anh em đập không lên được lại báo mình hack hack tùm lum. Mệt mỏi lắm. 1 nè, 2 nè. Anh em có xem cái video này á à, thôi để đây, để đây, để đây, Mình nể mình quá, biết nói gì nữa. Tại vì đập vào thì nó là cái bản năng rồi. Bây giờ nói gì được giờ. Nhắm mắt đập nó cũng lên mà. Khó xịt lắm, bây giờ đập không biết làm cách nào để đập cho nó xịt đây. Nói thì anh em lại bảo nổ rồi gáy rồi từ lưa hột dưa. Là gáy thiệt. Ghê chưa, ghê chưa. Bây giờ tiếp nha, tiếp nha. Rồi. Cho phát này luôn rồi, cái này để cho phát này lên luôn. Đây. Y trên cái bút này luôn. Cái gì vậy? Đừng. Đừng bạn ơi. Đừng làm thế, dễ xa nhau lắm. Tiếp tục nha anh em ơi. Ấy. Ấy. 8. Thêm một cái nữa. Em cứ cho ốp lên cào cào chút xíu. Rồi, hợp lý rồi đấy. Phát này nó lại lên. Tiếp nha. Đây. Rồi dân chơi nào đây? Đây, tiếp tục. Tiếp. Cao nào. Không đâu. Đấy. Rồi. Vừa khít. Cho vừa khít luôn này. Lại 70%. Ông phát này vội quá này. Phát này vội quá. Để cho nó ổn định chỗ ngồi đi đã. Để lấy cái kia mình quay ra. Không sao. Này nó tiền đề thôi. Tự nhiên nó lên 3 cái liên tiếp rồi. Bây giờ mình lên cái này nữa là kiểu gì là cũng bị soi. Thôi. Cứ từ anh em cứ bình tĩnh thôi. Cứ bình tĩnh thôi anh em ơi. Đâu mà gấp gáp. Đây. Giờ nó lên mấy cái rồi. Mấy cái wing dài này ra xoay đi cho nó chặt, đỡ chặt chỗ. 3 cái rồi. Giờ 3 cái rồi. 3 cái rồi nha. Tiếp tục. Đây. Hay ốp. Hay là mình cồng cành quá đấy, xử lý mấy pha cồng cành quá đấy. Rồi. Thịt. Lên 8 nào. Rồi. Cái này thì có lắm. Đây. Rồi, tiếp tục nha. Đây. Cao. Lông. 65. 70. Tiếp. Cứ bình tĩnh thôi. 1 này. 1 này. 2 này. Từ bình tĩnh anh em ơi. Cái này là phải chọn nhân vật lại. Vậy là 5 xịt mất 2 rồi. Lên được 3. 3 phát đầu tiên ngọt thế. Mình thấy lên nhiều quá rồi, mình cũng không dám đập lên nữa. Mà không sao. Từ thôi. Đâu. Phần này đập cho lên ốp. Phần đập lên ốp. Phát lên ốp được không? Chơi bằng cái bút này luôn hả? Thôi cái bút này quá. Vì đọc cái ốp ở này thì xịt rồi. Đây. Vậy. Cho lên 8 ốp. Ý da, không được 8 ốp hả? Rồi 81 luôn, 81. Rồi 4. Rồi tiếp kết hợp lại cái đã. Kết hợp này không? Rồi thịt 2 phát rồi. Bật lại được không? Bèo là phải có được 5 cái win, 6 cái win là bây giờ mình xoay nó dễ. Đây, 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 70 tiếp, 1 này, 2 này, lên này. Kỳ ta. Toan rồi, toan rồi. Mấy cái này là mình để mình lên lông. Hai cái bằng hai cái bút này đi. Ôi. Hình có vẻ như là không sao anh em ơi. Sao? Vẫn kiểm soát, tôi vẫn trong tầm kiểm soát. Rồi. Con này mình sẽ cái huy động tộc thì nó lên là 90 là được đẹp. Để mà để kiểu là để 95 mắc đi nha. Nó hay xịt lắm. Chết thử rồi. Nên mình sẽ để 90 thôi. Mua 2 cái đập 2 lần. 3 phát đầu ngọt thế. 3 phát đầu. Phát đầu nó vào cái bài. Đây 90 thôi nha anh em ơi. Bắt bật bài mình rồi. Bắt bài nè, bắt bài nè. Nói chung là mình cũng phải xịt mấy cái để cho nó giống với tính năng của game. Rồi HP luôn kìa. Để đây. Đi vào trong. 4 cái rồi nha anh em ơi. 4 cái. Đây 4 cái win như này. 4 cái win nha. Rồi. Bây giờ là cái thứ 5 này. Bây giờ là cái thứ 5 cho anh em xem này. Không phải anh em lại bảo này kia này. Đây. Cái thứ 5 cho anh em xem này. Bỏ cái này, bỏ cái này đọc là xịt. Rồi cái sau này. 1 này. 2 này. Á, đừng tưởng lại bắt bài nữa nha. Ê ta, sao lên được 4 cái ta? Như vậy là lên được có 4 cái nha em ơi. Ý da. 4 cái. Thì hơi bị. Đấy có mình là tưởng là phải lên được 6-7 cái cơ. 6-7 cái. Ý da, sao không có lốp? Cái nào có lúc hết vào, đúng rồi, 4 viên lúc nữa rồi. Nhà được cái nhà lúc vui được. Rồi. Bây giờ đập nó lên 9 hết nha anh em ơi. Rồi. Ăn 6 hết rồi. 4 cái mà để xoay lông thì nó tỷ lệ nó vẫn đang còn hơi thấp. Rồi tới S luôn. 6 này, 7 này. Ôi tôi toàn rồi. Cái gì vậy? Đùa hả? Chắc để đập cái nào, đập một phát lôi luôn đi. Ngày 4 phát liên tiếp. Đập từ từ thôi, bình tĩnh, sống chậm lại thôi. Sống chậm lại. Suy nghĩ nhiều hơn này, một phát. Lên rồi, bây giờ là tối là kiếm mấy món thần nữa, lên lông sau lên win 3 luôn. Ô kìa, sao vậy, đồ nhau hả? Tôi không vui, không vui rồi nha. Rồi, hai phát phải thiếu hai phát. PVS có vẻ là đang hết rồi đấy. DS con kia nó đang nhiều B. SS đây là mình đang để gom để mình lên cái set ma thuật cấp 2. Cho con MG mặc cho nó đẹp xíu. 8 này. Ô, thôi xong rồi. Địch là người địch rồi. À, cái này mắt ốc nè. Rồi, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Làm màu xíu thôi chứ anh em thấy không, mình căn mà nó không dư một viên B viên S nào. Mình căn là căn cỡ đó đấy anh em ơi, căn mà để không lãng phí, không có dư thừa ấy. Vừa khít đi lỗ đấy luôn. Rồi còn ốp thì có hết rồi phải không? Ốp có hết, có mình cái này thiếu ốp thôi này. Rồi lên 8 luôn. Đấy ra. Nhẹ nhàng thôi, rồi auto hết về. Rồi, đẹp rồi. 12, 13, 4. Cái này thì phải cho lên 8 chứ nhỉ. Ôi đừng. Tiếp. Rồi. Đẹp hơn tranh vẽ rồi nha mày. 4 cái. Tối nay là sẽ lên được 3 cọng lông. 3 cọng lông thì lên win 3 thì anh em biết lên được mấy cái rồi đấy. Anh em vấn đề là anh em chỉ bây giờ là anh em đoán là lên được cái win 3 gì thôi. Đó. Mình thì mình cũng chưa biết là lên win 3 gì. Rồi đây là hai cái nguyên liệu win 2.5. Đây cục ngọc đây. Như là cái này là mình mới mua. Như là tối phải cần cái này phải không ta? Rồi, tình hình là được nhiêu đây. Đấy. Không có chỗ để luôn. 4 phát. Tối nay anh em sẽ xem siêu phẩm nha. Siêu phẩm thứ hai có server. Và người sở hữu đó là mình. Rồi, nói chung là cũng thành công tạm ổn rồi. 8 phát mà được 4 phát, mình nghĩ là phải được 5-6 phát á, là đẹp. Tạm ổn. Thôi, video này mình xin kết thúc tại đây nha anh em ơi. Gặp lại anh em tối nay nha. Bye bye.